Đây rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Sáng nay là đến với cái cây phù hoa sữa này anh em. Phù hoa sữa này tôi tạo tác đến này nè, gần 3 năm rồi anh em. Toàn cắt giật. Cái cút cành cành lên này anh em. Mầm lên, giật, giật, giật. Hôm nay lại tiếp tục anh em. Như cái này, giật đây, lên lại giật. Những cái vết cắt đây. Cây này cho mục tự nhiên thôi anh em ạ, không đục đẽo gì. Cây này tôi quay cho anh em xem mấy lần rồi. Chắc này lại tiếp tục anh em ạ. Tôi sẽ cắt cái này anh em xem cho vui nhá.
Đây anh em, sau một hồi cắt xong rồi đây. Nói chung là mỗi lần cắt là một khác anh em. Do cành nó to lên thì nó đẹp dần. Cái này hai mặt đều đẹp anh em. Khi mà lên chậu cái này thì nhìn phê lắm. Dưới đất quay nó không được đẹp.